Cái con đường này quen thuộc không? Đó. Rồi, xin chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Có bạn nào thấy cái con đường này quen thuộc không? Đó. Tính ra cũng lâu lắm rồi mới bước đi trên con đường này. Con đường xưa em đi, giờ vẫn còn đi được. Đây. Đó. Nay hai chồng mình làm chuyến đi câu xa bạn ơi. Lâu lắm lâu rồi. Nay chở qua Đồng Tháp, Cao Lãnh. Chở qua sông Tiền chinh phục những con Hugo. Mấy năm trước mình có thả bên đây mấy con bự lắm, năm nay qua đây mình câu rồi, không biết có dính không. Dắt này hai chồng mình tèn tèn xuống bến xuồng. Còn được miền Tây dắt này còn ghê ghê cho nó, còn ngủ cho nó. Ngủ mình qua câu dắt này còn ngủ cho nó. Rồi lỡ bến mở xuồng ra đi luôn. Chơi anh luôn à, ngủ chơi ai cho nó. Mấy cái xài đây người ta. Tỉa đẹp ha. Trồng xài như trồng kiển luôn nè, để trồng ai luôn á. Này mới đôn trái quá trời trái luôn. Đây này sẽ thái quá. Lá bự quá. Thái hay Đài Loan vậy. Cao Lãnh là sòi là nổi tiếng luôn á, sòi Cao Lãnh. Qua đây đi vòng vòng chỗ nào cũng có sòi hết. Có xài chứ, có xoài, đúng rồi xoài. Sáng hai chồng mình bốn mấy thức rồi, năm mấy tèn tèn lên lên xe chạy qua đây. Dắt này cũng gần 8 giờ. Dưới đây có 3-4 cái bến cho thuê xuồng mà, xuồng bơi đa số là xuồng bơi. Có không được thì em gửi xuồng ở đây luôn là xuồng máy. Này không biết ông dắt mình đi đâu câu lên nữa, hy vọng là chuyến này qua đây sẽ chở được nhiều cá về Sóc Trăng nha các bạn. Sáng nước ngon quá. Sáng xuống mà chó dí. Chó dí. Hồi đó cũng quen mà. Bự rồi, hồi đó có chút ác à. Mặt thù lù à. Lưng như đấm thớt. Mới gượt ra. Bắn kìa, ê bắn kìa, bắn kìa, qua bắn kìa, qua bắn kìa, qua bắn kìa, bắn kìa, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. À, đợi nãy giờ 3 tiếng rồi mấy ông này mới xuống bạn ơi. Nay Sóc Trăng với lại Cần Thơ qua đại chiến với được miền Tây Cao Lãnh. Đó. Nè nè mình 4 người đi 2 xuồng đó bạn. Nay về đấu nghe, tới chiều về là cân ký tính nha, chầu nhậu tối nay nha. Bia là phải chia ra. Chia gì? Phải chia người ra. Thì vậy điều ơi, còn gì nữa? Ngồi kế kế được không? Ngồi kế kế à? Ừ. Rồi chơi, giật máy được không?
Ông đó đó giờ chưa chạy máy luôn đó. Tới luôn á. Nè nè mình kéo ra sông quậy một bữa bạn ơi. Thì chứ chạy ra đi gần hồi gượt theo nè. Rồi y như nãy vậy đó, đạp lại rồi. Lên ga đóng le. Máy nó nhảy mà, giật cái chạy vậy. Xoay xoay cái ngàm nó tính tính không có vô nữa. Mở le, mở le, mở le, mở le. Ồ, êm, 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 êm. Được, 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 được. Rồi, giọt đi. Muốn giọt đâu giọt. Rồi, lên đường bạn ơi. Nay hội ngộ cùng được miền Tây tiếp tục. Lâu quá rồi, anh em mình đi ra không. Sao bạn ơi. Ủa con bên chạy không được hả? Từ từ. Xa xa nha, không có đụng lộn nha. Vẽ ngay lại, ngay lại. Hơi căng à. Rồi chạy đi, bẻ qua, bẻ lái qua lỡ nè. Xuống cân. Lâu quá không biết cá trong tiền còn nhớ mặt không bạn ơi. Năm rồi mình thả đây mấy con bự lắm. Giờ hy vọng là tỉnh lục lục nha. Mình thả mình nuôi chứ không được mắc hết trơn. Không biết ăn được không có gần gần nó bắt trước không đó. Ừ thả nuôi đi dành nó mà không bắt trơn. Giảm vậy. Giảm vậy. Cái gì đâu. Dồn. Không đi. Rồi sao. Hiện nay chắc đòi ở thua chắc rồi. Chưa chơi hủy không chứ rồi. Yeah.
giống cá con nó ghẻ quá mọi người. Có làm cái út một cái rồi mới biết thì con bán là kia. Làm cái út một cái tên của đọt luôn. Rước nấu đi chưa? Rồi rồi, rước rồi rồi. Ủa sao rước sớm vậy? 10 giờ 10 mà. À em vậy rồi đâu có án đâu, sửa sẵn ra rồi, cô la chuẩn bị ra về rồi thôi, rước luôn đi. Không ai rước. Đó đó. Lụm 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 lụm. Trời ơi. Đấy, cục chất thiệt chứ. Trời ơi nó bự má ơi. Ê có cái gâu hồ má ơi. Vô chưa? Năm ngoái vậy mà. Thank you.
chà được rồi. Chà. Nó không có gặt. Xô ra xả xả vậy là biết đúng rồi đó. Mở đại con dây. Chà cái chà, nó chạy rồi, nhắc rồi. Con nhỏ không ơi. Nó không gặt luôn á. Nó không chạy ra. Nó lên không? Nó là bụng lao. Nó chà chà chà. Ê, nó dính rồi kìa, nó dính đúng. Xa thả xúc một em, một em. Một em mang lại lên mẹ. Xa xa kéo xuống ghê luôn. Con này cũng cả kilo quá. Vậy là được rồi. Vì là ăn hai đội kia dáng này. Bỏ đội kia mất tiêu rồi. Xuống. Ê gãy gãy nào. Rồi đụm 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 đụm. Ăn mình ăn bạn ơi. Cá không ăn tranh thủ ăn để hồi cá ăn mình ăn không được cơm trưa. Chắc này đói bụng rồi. Mới dính cái hàng cá đói bụng rồi. Chúng em kia hả? Rồi lần lâu lâu cũng có tép tới hả? Kìa nó. Nó tới rồi. Nó xanh xanh đó. Thấy không? Ê rút 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 rút. Dương dây hay vậy? Bắt hồ. Đó, ngay đây nè. Dần cái ác dần lần rồi kia mình chạy về. Bỏ không luôn. Chạy thường nó được. Đâu vậy? Đó. Thẳng lên đó, con pin ngồi đó đó. Ôi, xuống đây dòng đi nè, anh Bình ơi. Ăn cơm như vậy dạ. Cá chép cho mau. Bình ơi. Cầm gần gần cái xuồng đó thấy không? Bình xuống đây nè. Ê ông đậu anh xuống đây. Bình ơi. Quá trời ơi, trời ơi, trời cá. Hơn cá nuôi nữa. Cái đâu dữ dài dữ vậy? Quá trời ơi. Yêu hồng cá chê gì đủ loại luôn. Sốt lên con người vậy. Ít thôi ông ơi. Cái đường hồng không à. Ủa sao nãy thấy nó nặng dưới này nhiều lắm hả? Đó có nhiêu đó. Chục con cái đường hồng vậy. Nãy hả làm dữ vậy.
sớm giờ dạo dạo nửa ngày bạn ơi, không biết ghe bên kia được nhiêu cá nữa. Mấy con có con đó hả? Ôi sáng mở hàng được con chết luôn, bên mình được hai con, lượng con dầu đếm với con cá chê. Cá chê bự lắm, kệ đi, cá chê ký mấy hai ký lận, đang tạm dẫn nhất ngày nha. Mấy anh sau đó lo mà rung đi. Mướn cái xuồng máy đã, không ai biết chạy máy vậy đó, vậy có mướn cái xuồng máy nữa. Tới luôn. Giờ di chuyển đi điểm mới các bạn ơi. Đổi điểm mới nha. Chạy xuống nữa luôn, chạy tới xe đét luôn.